các bạn, anh đã quay trở lại với các bạn trong video mới. Và chắc hẳn khi nhìn những hình ảnh before và after vừa rồi thì các bạn cũng đã hiểu chủ đề ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề gì. Đó chính là tầm quan trọng của việc tạo khối tối. Nói về chức năng của khối tối chắc hẳn là ai cũng đã biết rồi. Đó chính là làm cho mặt chúng ta gì ạ? Thon gọn hơn này, có chiều sâu hơn, trông thật hơn. Hiện nay thì có rất nhiều các loại khối tối khác nhau và có những loại đơn giản để dùng cho cá nhân như là một loại khối tối một màu thôi, và có những loại dành cho dân chuyên nghiệp hơn là trong một bảng khối sẽ có mix giữa 2 đến 3 màu. Và các bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao lại có nhiều màu như vậy và chức năng của những cái màu đó là để làm gì? Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo khối tối thật là chuyên nghiệp giống như các make up artist nhé. Và hiện tại thì ở trên gương mặt của mình đây là mình mới chỉ đánh phấn phủ thôi và hoàn toàn chưa tạo khối một chút nào cả. Nên các bạn có thể nhận thấy là gương mặt của mình hôm nay hơi to hơn một chút này, nó cảm giác phẳng phẳng đúng không? Bây giờ chúng ta hãy cùng thực hiện để xem là sau khi chúng ta hoàn thành xong thì gương mặt của mình sẽ biến hóa và thay đổi như nào nhá. Và để phục vụ cho bài chia sẻ ngày hôm nay thì mình cũng đã lựa chọn một sản phẩm khối tối có mix 3 màu khối khác nhau trong cùng một sản phẩm. Đó chính là sản phẩm V-Shading của Peripera. Ở đây thì mình có hai màu, đó là màu 01 màu nhạt hơn và màu 02 sẫm hơn một chút, để phù hợp với cả từng loại da của các bạn. Bạn nào mà da sáng đến trung bình thì có thể chọn màu số 1, còn đâu da ngăm hơn thì có thể chọn màu số 2 nhé. Ngoài ra cái việc lựa chọn màu khối tối đậm hay nhạt còn phụ thuộc vào phong cách trang điểm của bạn nữa. Nếu như bạn lựa chọn phong cách trang điểm là phong cách tự nhiên này, Hàn Quốc thì các bạn có thể lựa chọn màu sáng. Còn vẫn với màu da đó nhưng bạn muốn phong cách châu Âu này, Âu Mỹ này, kiểu Tây hơn thì các bạn có thể chọn màu khối tối hơn. Sở dĩ mình lựa chọn hai sản phẩm này là bởi vì như mình cũng đã nói thì người châu Á chúng ta rất hợp với những sản phẩm khối tối có màu nâu lạnh. Và ở đây thì Peripera đã thiết kế ra cái sản phẩm này màu nâu khá phù hợp với cả da châu Á của mình. Nên là mình nghĩ là các bạn sẽ dễ dàng sử dụng hơn, nó không bị quá tối hay là không bị quá ấm, làm cho các bạn dễ bị lố này hay là dễ bị bết hoặc là bị đậm quá. Với bài chia sẻ này thì mình sẽ lựa chọn màu số 1 các bạn nhé. Và để cho việc tạo khối thực hiện dễ dàng hơn thì cái cây cọ chúng ta sử dụng rất quan trọng. Và ngày hôm nay thì mình sử dụng cây cọ này của Clio, đó là cây cọ 2 đầu có mã số là 302. Một đầu để chúng ta có thể dễ dàng tạo khối mũi và một đầu chúng ta có thể dễ dàng làm thon gọn những gương mặt xung quanh hơn. Các bạn có thể để ý ở đây này thì cái màu bên này và màu bên này là màu nhạt nhất và màu tối nhất, thì có cái diện tích nhỏ hơn một nửa so với cả cái màu chữ V ở giữa. Lý do là bởi vì đây sẽ là cái màu chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất, còn hai màu hai bên sẽ sử dụng ít hơn. Họ thiết kế một cách khá thông minh. Bình thường như các bạn không chuyên, chúng ta sẽ hay sử dụng một sản phẩm khối tối cho toàn bộ gương mặt, vị trí nào cũng là màu đó thôi. Nhưng trên thực tế ra thì mỗi một vùng ở trên gương mặt sẽ nên sử dụng những cái màu khối tối khác nhau thì nó sẽ trở nên hài hòa hơn. Và đầu tiên thì mình sẽ tạo khối mũi trước. Và với cái phần mũi của mình thì mình khuyên các bạn nên lựa chọn khối tối có màu nhạt nhất, màu vừa phải thôi, để tránh việc là bị lộ và quá cứng. Mình sẽ lấy màu nhạt nhất của cái hộp này. Vị trí đầu tiên mà mình sẽ sử dụng tạo khối đó chính là vị trí ở phần hốc mắt, đưa xuống đường sống mũi như thế này. Đó, cái cây cọ ở có thiết kế chéo như này cũng giúp chúng ta rất là dễ dàng để có thể tạo một cái đường sống mũi đẹp và tự nhiên. Các bạn có thể để ý là cái màu này nó không quá đậm nhưng mà nó sẽ tạo chúng ta một cái chiều sâu tự nhiên, bởi vì vốn dĩ chúng ta cũng đã nhô hơn so với cả cái bề mặt của cái gương mặt rồi. Nên là nếu chúng ta lựa chọn cái màu sống mũi quá đậm sẽ dễ làm mũi bị cứng và trông thô và nhìn nó không được thật. Tùy vào cái độ cao của cái vị trí này của chúng ta mà chúng ta sẽ lựa chọn là đánh hai bên sống mũi đậm hơn hay nhạt hơn. Như phần này của mình thì mình thấy cũng khá là chiều cao vừa phải rồi, nên là mình không cần phải tạo cái sống mũi chỗ này nó quá đậm nữa. Đó. Và nếu như các bạn nào muốn mắt của mình sâu hơn và đẹp hơn ấy, hoàn toàn chúng ta có thể đưa cái phần này từ phần hốc đầu mắt này lên trên phần hốc mắt. Đó. Đây cũng gọi là một bước tạo khối các bạn nhé. Nhiều bạn thì hay có thói quen là đưa từ phần đầu lông mày để đưa xuống như thế này. Thực ra việc đó cũng được, nhưng mà nếu như mà bạn nào mà khoảng cách hai mắt không quá xa nhau ấy, thì mình khuyên các bạn là các bạn nên đưa từ phần hốc mắt và đưa xuống sống mũi sẽ đẹp hơn là đưa từ phần đầu lông mày. Đầu lông mày thì sẽ hay áp dụng cho những bạn mà lông mày bị xa nhau này, hoặc là mắt xa nhau. Khi mà quay nghiêng hãy cố gắng làm sao để không bị một cái vệt thẳng quá rõ thì trông cái mũi chúng ta sẽ tự nhiên hơn. Đó. Các bạn lưu ý đừng vuốt nhé các bạn nhé. Đừng vuốt dọc từ trên xuống dưới như này, sẽ dễ làm cho đường sống mũi bị cứng. Chúng ta hãy vừa đưa và vừa tan nó ra. Khi mà chúng ta tạo khối ấy, nó không bị lộ này,
đảm bảo sự an toàn, không sợ bị đậm. Và khi mà chúng ta không sợ bị đậm ấy, thì chúng ta sẽ bạo tay hơn và sẽ chăm chỉ tạo khối hơn. Nhiều bạn là cũng muốn tạo khối lắm nhưng mà cứ sợ là tạo khối xong rồi mặt mình sẽ giống như là vẽ than lên mặt ấy, nên là các bạn sợ và các bạn không dám làm. Nhưng mà khi mà chúng ta lựa chọn màu khối tối đúng cũng như chúng ta luyện tập được kỹ năng đúng thì hoàn toàn cái việc này không có gì đáng sợ cả. Càng đi xuống càng vào trong. Đó. Vậy là mình đã hoàn thành xong phần tạo khối cho mũi. Khá tự nhiên đúng không các bạn? Ngoài ra vẫn với màu nhạt đó, chúng ta có thể tỉa thêm phần ở phía dưới miệng ở cằm này để cho cảm giác cái cằm chúng ta nó sâu hơn và cái môi nó cong hơn, và ở phần nhân trung nữa. Đó, nhìn trong gương mặt có chiều sâu hơn các bạn ạ. Sau khi đã hoàn thành xong phần mũi thì một vùng rất quan trọng mà các bạn luôn luôn quan tâm nhất đó chính là vùng xương quai hàm này, cũng như là vùng trán. Những bạn nào mà mặt to, mặt vuông thì rất để ý đến vùng này. Và đây cũng là cái vị trí mà mình sẽ chia sẻ với các bạn tip để làm sao không bị lộ và thật tự nhiên. Ở vị trí vùng trán và vùng xương quai hàm thì đây là những cái vị trí khá rộng ở trên gương mặt, nên là mình sẽ đổi đầu cọ sang cái đầu cọ lớn hơn như thế này. Mình sẽ lựa chọn màu số 2 ở giữa phần chữ V này này. Đó. Với những cái vùng lớn ở trên gương mặt như vùng trán hay là vùng xương hàm thì mình cần phải có cái màu khối tối tối hơn vùng sống mũi một chút, bởi vì những vị trí này thì lại ẩn sâu ở phía mặt của mình hơn, nên nếu như chúng ta chọn màu khối tối quá nhạt như thế này thì sẽ không có cái sự hiệu quả. Các bạn lưu ý với những cây cọ mà để tạo khối tối thì chúng ta nên chọn những cây cọ thưa thôi, đừng quá chặt. Những cây cọ mà chặt thì dễ làm cho chúng ta bị bết, nhất là với những bạn mới bắt đầu tạo khối. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Mặc dù là khối tối nó lên không quá rõ ràng nhưng mà giúp chúng ta sẽ dễ dàng để tan đi tan lại nhiều lần hơn. Với mỗi một bạn sẽ có những cái gương mặt khác nhau, chúng ta sẽ tạo khối tối ở vùng xương hàm hơi khác nhau một chút. Ví dụ bạn nào mà xương hàm to thì chúng ta có thể tạo khối tối nhiều ở phần này. Còn nếu như bạn nào mà vùng thái dương và vùng trán lớn, chúng ta sẽ tập trung tạo khối ở phần này. Còn đối với gương mặt của mình thì nó béo lên hơi đều bởi vì mình đang tăng cân, nên là mình sẽ tạo khối rất là đều từ vùng trán trở xuống vùng xương hàm. Và khi các bạn tan, chúng ta lưu ý này, chúng ta sẽ tan xéo về phía cằm và tạo một cái đường chữ V ở phần cằm như thế này. Hãy nhớ các bạn nhé, tạo một phần khối tối tạo thành hình chữ V ở trên gương mặt, nó giống như là cái thiết kế hình chữ V ở chính cái hộp khối tối này luôn này. Đó, thì khi đó cằm chúng ta sẽ trở nên gọn hơn, trông dài hơn. Phần trán cũng tăng một chút ở phần chân tóc. Cái này thì tùy từng bạn, bạn nào mà trán rộng chúng ta tan nhiều hơn, tan rộng hơn, còn bạn nào mà trán ngắn quá thì chúng ta có thể bỏ qua cũng được. Nhưng mình thì mình sẽ tan một chút chút để cho có chiều sâu hơn. Đó. Đó, mình cảm thấy là gương mặt của mình đã thon gọn hơn rất nhiều và mũi đã cao hơn, trông cảm giác mặt có chiều sâu hơn. Thế nhưng chúng ta vẫn còn một bước nữa, đây cũng là bước khá quan trọng, đặc biệt với những bạn nào mà hơi mập một chút xíu, mặt hơi tròn và nhiều thịt một chút xíu thì cần phải có bước này đấy. Và đó chính là bước tạo hóp má. Chỉ những người gầy thì mới có những cái hóp má này thôi, nên là nếu như các bạn muốn cảm giác là mặt mình trông thon gọn hơn, gầy hơn thì hãy cố gắng học để tạo được cái hóp má này nhé. Và đấy cũng là lý do vì sao mà ở trong cái bảng tạo khối lại có một cái màu đậm nhất nữa. Cái việc mà tạo hóp má này sẽ giúp các bạn có một gương mặt trở nên sexy hơn và góc cạnh hơn. Thường thì chúng ta sẽ hay hóp má như thế này để tạo khối tối, nhưng mình thì mình hay có một cái phương pháp để chia sẻ với các bạn là chúng ta hãy nhìn vào phần mái tóc này đây. Đó, sau đó là hãy gióng về phía miệng chúng ta và chúng ta sẽ tạo hóp má từ phần mái tóc này chéo về phía miệng, và điểm kết thúc của hóp má này sẽ chính là đuôi mắt của chúng ta gióng xuống, tức là nó sẽ ở khoảng như thế này. Đó, các bạn nhớ nhá. Và mình cũng đang sử dụng chiếc cọ to này để dập cái phần hóp má đó từ đây tan nhẹ xuống này. Đó. Đây là cái khu vực chúng ta sử dụng màu khối đậm nhất ở trên gương mặt. Đó, đậm hơn một chút xíu. Tương tự bên này cũng vậy. Đây là màu tối nhất nên là chúng ta phải tan cẩn thận hơn nhé. Và để kết thúc cho cái bước tạo khối này thì mình sẽ sử dụng màu má để apply lên trên cái vùng hóp mà mình vừa mới làm. Thực ra đối với mình cũng như là với rất nhiều các bạn make up chuyên nghiệp khác thì cái việc tạo màu má cũng là một trong bước tạo khối. Mình sẽ apply màu má chéo ở ngay trên phần sát với cả cái vị trí mà mình vừa tạo hóp má.
mình không miết cái cây cọ mặn chút nào cả, là luôn luôn đưa cọ rất nhẹ nhàng để cho cái lớp phấn ấy, nó được đặt trên làn da của chúng ta một cách từ từ. Các bạn thấy không, chỉ cần chúng ta lựa chọn đúng màu tạo khối phù hợp với cả màu da của mình, cũng như là lựa chọn từng màu tạo khối tối phù hợp với cả từng bộ phận nhỏ trên gương mặt, thì hoàn toàn về tạo khối sẽ không khó khăn một chút nào cả, thậm chí còn khá đơn giản và dễ dàng nữa. Mong rằng với những chia sẻ của mình vừa rồi giúp các bạn có một cái kỹ năng tạo khối tối đỉnh hơn và sẽ có một gương mặt hoàn hảo hơn nhé. Và đương nhiên là vẫn như mọi lần, nếu như các bạn thấy hay thì hãy like cho mình một like, và nếu cảm thấy clip này hữu ích thì hãy share giúp mình, và hãy nhớ ấn vào biểu tượng quả chuông để có thể xem clip sớm nhất nha. Bye bye, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở clip sau nha. Bye bye.